Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hà Trâm khoe ảnh con gái đang chơi thì ngủ gật siêu cưng, ai cũng khen một chi tiết trên khuôn mặt cô bé. Bức ảnh dễ thương của con gái Võ Hà Trâm nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Mới đây Võ Hà Trâm đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình hình ảnh cô con gái cưng. Cô chia sẻ khi bạn đang chơi mà tự nhiên buồn ngủ ngang xương. Trong ảnh có vẻ như cô con gái nhỏ đang vui vẻ nằm chơi cùng mẹ nhưng lại ngủ gật giữa chừng. Hình ảnh đáng yêu của con gái Võ Hà Trâm nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng thích thú với vẻ ngoài đáng yêu của cô con gái nhỏ. Không chỉ vậy, một người quen của Võ Hà Trâm còn hài hước khen cô bé có đôi chân mày rõ nét không như mẹ, khiến người đẹp đã ngay lập tức đáp trả khá vui vẻ. Từ sau khi sinh con gái, Võ Hà Trâm nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người về sự gần gũi và thân thiện. Cô thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về nuôi con nhỏ hay các kinh nghiệm chăm sóc con. Không chỉ vậy, Võ Hà Trâm cũng thường xuyên tham gia các group hội nhóm dành cho các bà mẹ để học hỏi thêm mọi người. Chính sự gần gũi của Võ Hà Trâm nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Bạn thấy sao về hình ảnh của bé Moon? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé! Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.